Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải 1.000 word form thi chuyên Anh học sinh giỏi. Thì ở các buổi video đầu tiên các bạn, chúng ta livestream, chúng ta làm thì để tập trung thời gian cho xong B1 các bạn, destination B1 để qua B2 hướng dẫn cho các bạn ở trên fanpage. Thì phần này sẽ làm video và để hướng dẫn cho các bạn trên YouTube nha. Các bạn lưu ý rằng khoảng 230 câu đầu tiên các bạn thì word form của chúng ta khá là phù hợp cho các bạn thi chuyên Anh học sinh giỏi, thì ở chừng câu 230 mấy các bạn trở về đây là khoảng 200 câu thì word form của chúng ta cực kỳ khó, bởi vì những cái câu này các bạn được tổng hợp từ các đề thi Olympic 30 tháng 4 nha. Rồi vì vậy rằng nó hơi khó chút xíu. Các bạn nào đó thi chuyên Anh tỉnh các bạn có thể bỏ qua nha. Rồi. Nó rất là khó các bạn. Các bạn yên tâm là khi các bạn thi chuyên Anh tỉnh của mình thì sẽ không đến mức độ những cái từ này nha. Rồi. Vì vậy rằng những cái từ này nó quá khó và nó ít ra ở các đề thi chuyên Anh học sinh giỏi, và ở đây thầy sẽ hướng dẫn nhanh qua cho các bạn nha. Rồi để bạn nào có nhu cầu tham khảo thì bạn sẽ tham khảo thêm. Khi mà chúng ta qua khoảng hơn 200 câu này các bạn thì chúng ta sẽ trở về mức những cái từ word form mà bình thường thi học sinh giỏi chuyên Anh các bạn nha. Thì cái câu chuyện mở rộng các bạn, cái chân trời ở đây chúng ta có thể hiểu rằng chân trời là kiến thức các bạn của những đứa trẻ, thì về cái be thì các bạn có cái be các bạn, rồi be là con gấu nha. Rồi be là con gấu hoặc là động từ là mang á. Ở đây bạn có cái từ for be là tổ tiên và các bạn thêm s vào. Rồi rất là khó các bạn nha. Word form thì nó mang tính về học thuộc. Nếu như không học thuộc thì khó mà làm được các bạn. Nếu như các bạn không có gặp nó, không làm trước, hoàn toàn không thể đoán được luôn các bạn. Chúng ta sẽ không có những từ như đẹn là sần, tiệp, tính từ, danh từ để chúng ta đoán đâu các bạn. Rồi. Tôi gặp cái người bạn cũ của tôi ở siêu thị sáng nay, cái mà khá là. Rồi, khá là. Thì ở đây các bạn thấy to be trạng từ, was, why trạng từ các bạn nha. Thì chỗ này bạn sẽ dùng một cái tính từ nha. Rồi, các bạn có một cái tính từ mang ý nghĩa là tình cờ các bạn, là chữ này là for till it such nha, là khá là tình cờ, là ngẫu nhiên các bạn. Rồi, là ngẫu nhiên. Bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo. Các bạn có cái từ fortune là một cái tài sản các bạn. Rồi, fortunate, unfortunate thì những cái chữ đó là may mắn và không may mắn, thì nó không hợp nghĩa câu này các bạn. Ở đây ý ta nói rằng khá là tình cờ. Rồi. Chứ không phải gặp bạn cũ của mình, là khá là may mắn các bạn. Rồi câu tiếp theo. Thì cái siêu thị này đã thu hút các bạn. Thu hút nhiều du khách từ khi nó có gì đó tháng vừa rồi. Các bạn có cái từ grand các bạn. Các bạn nghe nói là grand opening đó, là đại khai trương nha. Rồi đại khai trương. Tuy nhiên ở trong đây các bạn, các bạn có cái từ grandize các bạn. Có nghĩa rằng mở rộng nha. Rồi, trong câu này bạn sẽ dùng cái từ mở rộng. Từ khi nó được mở rộng tháng vừa rồi. Bây giờ các bạn sẽ qua câu 254 nha. Rồi, cô ấy cast her eyes các bạn. Rồi, ý nói rằng cô ấy nhìn đôi mắt của cô ấy về phía trước đường á, và cô thấy thấy một cái người đàn ông mà bí ẩn đang nhìn cô ta. Thì ở đây các bạn có cái từ cast nè. Cast her eyes, bạn sẽ dùng một cái trạng từ. Chúng ta có cái trạng từ là streetwards các bạn. Rồi mang ý nghĩa là nhìn về phía trước con đường. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 255. Rồi cô gái này cực kỳ xuất sắc ở cái kỳ thi các bạn. Rồi và came cái gì đó to the boy. Các bạn có cái từ came nè. Rồi came. Rồi ở đây các bạn có từ to các bạn. Rồi các bạn không có dùng từ thớt ở đây nha. Rồi ở đây các bạn có cái từ came to. Chỗ này ý nói rằng đang đứng vị trí thứ ba các bạn. Rồi các bạn có đứng vị trí thứ ba là tertiary. Rồi tertiary là đứng cái vị trí thứ ba so với hai cậu bé. Rồi những từ chúng ta rất là khó các bạn nha. Những nhà khoa học từ Nga các bạn, Mỹ và Nhật gần đây đã điền vào một cái dãy các bạn, một cái dòng 7 nè, của cái bảng
Rồi, cái bảng tuần hoàn với bốn cái gì đó các bạn. Rồi, bốn cái nguyên tố hóa học cái gì đó đây. Rồi, thì ở đây bạn thấy phía sau là chemical elements, là nguyên tố hóa học. Chắc chắn đây sẽ là điền một cái tính từ các bạn. Bản thân heavy là một tính từ. Rồi, các bạn có cái từ heat. Ở đây chúng ta không có dùng heavy ở đây các bạn. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái super heavy, mang ý nghĩa rằng những cái nguyên tố siêu nặng các bạn nha. Đây là một cái thuật ngữ hóa học. Rồi, đây là một thuật ngữ hóa học các bạn, nghĩa rằng cái nguyên tố siêu nặng. Và ở câu 257 bạn sẽ gặp một cái thuật ngữ về y học. Rồi, thì nó là một cái quan niệm sai lầm rằng oxy, cái gì, máu các bạn, máu của các con người nè mà mang oxy thì màu xanh. Rồi, ở đây người ta đang kiểm tra các bạn á, máu con người mang oxy, thuật ngữ khoa học này các bạn viết như thế nào? Rồi, cực kỳ khó các bạn. Rồi, các bạn sẽ viết như thế này các bạn. Rồi, bạn sẽ viết như thế này nha. Rồi, thuật ngữ này có nghĩa rằng máu mà mang oxy trong con người chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, câu 258 các bạn. Thì căn nhà này được sơn trong một cái phong cách như thế nào đó các bạn. Rồi, thì các bạn có cái từ này. Rồi, các bạn có cái từ này các bạn, có nghĩa rằng nó là một cái mùi của thức ăn nha. Rồi, thơm, vân vân. Tuy nhiên, nếu mà bạn điền cái các phong cách mà thơm thì nó sẽ không có phù hợp nha. Rồi, chúng ta sẽ cần điền một cái tính từ ở đây. Một cái tính từ mang ý nghĩa rằng nhạt nhẽo, vô vị các bạn. Các bạn có cái từ un các bạn. Rồi, un savory. Rồi, mang ý nghĩa rằng nhạt nhẽo, vô vị nha. Thì căn nhà này được sơn trong một cái phong cách nhạt nhẽo, vô vị các bạn. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số tiếp theo. Thì trong những cái ngày hiện đại các bạn, bạn phải làm cho bản thân của bạn cái gì đó nè, để mà không có bị tụt hậu phía sau những cái người khác này các bạn. Rồi, thì ở đây các bạn keep yourself, keep yourself. Thì ở đây người ta cho các bạn cái từ day các bạn. Rồi, ý nói rằng up to day. Các bạn gạch chính giữa nha, để viết thành ba, để nó trở thành một từ các bạn. Rồi, keep yourself up to day, có nghĩa rằng cập nhật được thông tin để mà không có bị lạc hậu so với những người khác. Bây giờ các bạn sẽ qua câu 260 các bạn nha. Thì cuốn sách này cái gì đó là các bạn, bạn có thể tìm thấy thông tin về rất là nhiều thực vật khắp thế giới ở đây. Thì bạn thấy câu phía sau này các bạn, câu phía sau là người ta gợi ý cho chúng ta bạn có thể tìm thấy cái sự đa dạng của rất rất nhiều thực vật ở đây. Ở đây ý người ta nói rằng cuốn sách này rất rất nhiều thông tin các bạn. Và chúng ta có cái từ on im racing các bạn, có nghĩa rằng chứa đựng rất là nhiều thông tin nha. Rồi, chúng ta cần một tính từ. Rồi, ở đây hơi khó xíu các bạn. Bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo, câu 261 các bạn. Rồi, thì cái cơn mưa nhỏ này, cái gì đó, cái buổi mùa nghèo nàn cho những người nông dân ở trong cái ngôi làng này. Thì ở trong câu này, các bạn sẽ cần điền một cái động từ nha. Rồi, một cái động từ. Thì ở đây các bạn có cái từ bow các bạn, có nghĩa là điềm báo. Thì chỗ này các bạn có thể dùng bow, các bạn thay 3D vào. Đã báo các bạn. Rồi, đã có điềm báo. Hoặc các bạn có thể dùng từ for các bạn. Rồi, for boded nha. Rồi, for boded. Rồi, bạn có thể dùng hai cách thế này nha. Đều là báo một cái vụ mùa cho những cái người nông dân sắp tới rằng sẽ bị thất thoát các bạn. Bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo là câu 262. Rồi, thì cái từ đó các bạn, sức ờ gì đó nè, nó thì không dễ dàng để mà phát âm. Thì ở trong tiếng Anh á, những cái câu mà nói bằng léo lưỡi các bạn, thì chúng ta gọi là tongue twister nha. Rồi, tongue các bạn có cái từ tongue
Twister. Rồi các bạn sẽ viết thế này nha. Rồi, giống như những cái câu thế này các bạn, là buổi trưa ăn bưởi chua. Rồi các bạn nói câu đó rất là nhanh đó, ha, dễ bị ngọng cái họng chúng ta. Buổi trưa ăn bưởi chua là thon tister các bạn. Thì ở đây người ta hỏi chúng ta cái từ mà nó tương tự như từ thon tister là gì. Thì ở đây bạn sẽ có cái từ là jawbreaker nha. Rồi các bạn có cái từ jawbreaker là cái câu nói mà cong lưỡi các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua phần tiếp theo. Ở đây cái gì đó đấy các bạn, gì đó đây, ở đây bạn sẽ có một cái danh từ. Rồi bạn có một cái danh từ ở đây, and danh từ ở đây, thì được sử dụng rất là rộng rãi trong bệnh viện để mà giết vi khuẩn. Thì ở đây bạn có cái từ thuốc tẩy đây các bạn. Rồi thuốc tẩy ở đây thì chỗ này bạn cũng sẽ dùng một cái danh từ, và chúng ta có cái từ septic các bạn. Rồi septic là mang tính khử trùng, ở đây bạn sẽ dùng một cái danh từ là anti các bạn. Rồi anti septic nha, và các bạn thêm s vào, bởi vì cái danh từ này đếm được. Thì những cái thuốc khử trùng này các bạn, rồi những cái thuốc khử trùng này và những cái chất tẩy rửa này thì được sử dụng rất là rộng rãi ở trong bệnh viện để mà giết vi khuẩn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo là câu 264 các bạn. Câu 264 thì ở đây vì cái prolong các bạn, prolong là kéo dài, vì cái gì đó kéo dài này các bạn, thì hàng hóa đến trễ hơn chúng ta dự kiến. Thì bạn có cái từ contain các bạn. Rồi bạn có cái từ contain là danh từ là mục lục các bạn. Rồi động từ là contain này đây các bạn. Rồi thì bạn nghĩ ngay tới cái từ container các bạn. Rồi thì bạn có cái từ containerization có nghĩa rằng cái sự chất hàng vào container kéo dài. Rồi ở đây các bạn có từ container, xe container đó nha, là cái hoặc là cái chỗ chứa, cái thùng chứa, ở đây là containerization, cái sự chất hàng vào container rất là dài thì hàng hóa tới trễ hơn chúng ta mong đợi các bạn. Rồi những từ này rất là khó nha, các bạn thi chuyên anh học sinh giỏi có thể tập trung vào phần khác cũng được các bạn. Bây giờ các bạn sẽ qua phần tiếp theo, được tìm thấy trong cái điều kiện gì đó các bạn. Thì cái ngôi nhà này có khuynh hướng nè bị làm sập. Rồi có khuynh hướng bị làm sập thì ở đây bạn có cái từ condition là danh từ nha. Ở đây bạn cần dùng một cái tính từ các bạn, rundown condition có nghĩa rằng cái tình trạng mà xuống cấp. Rồi tình trạng mà xuống cấp, rundown. Bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi câu tiếp theo. Rồi câu số 266 các bạn. Thì ở đây các bạn có cái từ doctrine á, có nghĩa là học thuyết nha, cái gì đó bạo lực nè, thì có thể bằng phương tiện TV. Thì ý câu này người ta nói rằng cái sự truyền bá các bạn, cái sự truyền bá bạo lực. Ở đây các bạn phải dùng cái từ in các bạn. Rồi in nè, doctrination nghĩa rằng sự truyền bá. Rồi chứ không phải là học thuyết nha, sự truyền bá bạo lực thì có thể bằng phương tiện TV. Rồi hơi khó các bạn. Câu tiếp theo, he lay, anh ta để cái bàn của anh ta các bạn. Rồi anh ta để cái bàn của anh ta, các bạn có từ heap là đóng nha. Rồi ý người ta nói rằng để cái bàn của anh ta bề bộn ngổ ngang. Ở đây các bạn có cái từ heap các bạn. Rồi nó là adverb nghĩa rằng ngổ ngang, nó thì không có gọn gàng với rất nhiều thứ khác nhau. Bây giờ bạn sẽ qua câu 268 các bạn. Nó thì odd nè. Rồi kỳ lạ rằng anh ta sẽ tiếp tục với dự án của anh ta, không có ai có thể ngăn cản được anh ta các bạn.
Thì ở đây các bạn có từ odd đây cũng là số lẻ nha. Rồi số lẻ, dĩ nhiên nó không phải phù hợp nghĩa đâu các bạn. Ở đây các bạn sẽ dùng cái từ odds on. Bạn sẽ dùng cái từ odds on nha. Rồi nó là một cái sự chắc chắn rằng, cực kỳ chắc chắn rằng, không có ai cản nổi rằng anh ta sẽ tiếp tục cái dự án của mình mà không có ai có thể ngăn cản anh ta được các bạn. Rồi hơi khó các bạn. Thì X-ray nè được biết tới như là một cái hình thức gì đó các bạn, thì được tận dụng rất là rộng rãi ngày nay để mà chuẩn đoán những cái điều kiện y khoa. Thì rõ ràng chỗ này các bạn sẽ là một cái danh từ, và cái danh từ mà bức xạ ha. Rồi bức xạ, sự chiếu xạ, các bạn có cái từ irradiation có nghĩa rằng một hình thức chiếu xạ. Rồi bức xạ được sử dụng ngày nay rất là rộng rãi trong để mà chuẩn đoán y khoa các bạn. Bây giờ các bạn sẽ qua câu 270. Thì cái sự thiếu hiểu biết của anh ấy các bạn của cái tình huống này đã dẫn tới cái gì đó. Mọi người có thể tạo ra cái sự nhận xét rất là bối rối ở trên khuôn mặt của anh ấy. Rồi, mọi người có thể thấy được những cái sự bối rối trên khuôn mặt của anh ấy. Thì ở đây rõ ràng là một danh từ, bởi vì các bạn có cái từ his nha. Rồi, bạn có từ his. Ở đây các bạn có cái từ compose. Rõ ràng chúng ta sẽ không có điền composer là nhà soạn nhạc như Destination B1 các bạn. Các bạn sẽ có cái từ this nè. Composer các bạn. Rồi, this composer. Nghĩa là dẫn tới cái sự mất bình tĩnh của anh ta nha. Rồi, mọi người có thể thấy được cái sự bối rối, cái lời nhận xét bối rối ở trên khuôn mặt của anh ta. Chúng ta qua câu 271 các bạn. The minister là thủ tướng nha. Cái gì đó cuộc đấu tranh chống lại đói nghèo trong cái bài diễn văn của anh ta. Ở đây các bạn có cái từ action là giọng các bạn. Action. Ở đây chúng ta cần một cái từ động từ nghĩa là nhấn mạnh nha. Rồi các bạn có cái từ action các bạn. Rồi. Thuatic nha. Rồi, các bạn có cái từ action thuatic có nghĩa rằng nhấn mạnh. Rồi, nó là cái động từ và chúng ta dùng động từ quá khứ các bạn. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 272. Rồi, thậm chí cái dụng cụ gì đó nhất nữa các bạn này không thể thay thế vai trò của giáo viên ở trong tương lai. Rồi, cực kỳ khó các bạn. Ở đây nó vượt ra khỏi cái từ vựng bình thường và cái sự sáng tạo bình thường các bạn. Ở đây các bạn sẽ dùng, người ta cho các bạn từ of các bạn, stay nè, of nè, gì nè, of nè các bạn. Rồi các bạn có stay of gì of nha, là một cái danh từ các bạn, nối mang ý nghĩa rằng hiện đại nhất các bạn. Chúng ta có stay of gì of. Các bạn thông thường thấy người ta viết trong những cái quyển sách mà về máy móc nha. Người ta không có gạch dưới, mà ở đây người ta bắt chúng ta điền một chữ thôi. Các bạn sẽ điền là stay of gì of nha. Rồi, thiết bị hiện đại nhất. Bây giờ các bạn sẽ qua câu 273. Thì nước Mỹ các bạn được xem là một trong những cái gì lớn nhất trên thế giới. Rồi, một trong những cường quốc quyết sao các bạn. Rồi, super power. Thêm S vào các bạn. Rồi, super power. Rồi, super power mang ý nghĩa là cường quốc nha. Rồi, thêm S. Bởi vì one of, một trong những các bạn. Có nghĩa rằng cường quốc. Rồi câu tiếp theo các bạn. Cũng là một cái ví dụ cực kỳ khó luôn. Không làm trước sẽ không biết được. Thì cái gì đó nước nữa các bạn. Trong cái tòa nhà là một cái mối quan ngại lớn nè. Nó có thể làm hư tường nếu như mà không có sửa một cách phù hợp. Rồi cái gì trong tòa nhà có hư các bạn. Ở đây các bạn có từ fill là đây. Ở đây ý người ta nói bạn phải biết cái từ rò rỉ nước nha. Thì mới dùng được cái phải làm được câu này. Thì cái sự rò rỉ nước các bạn có cái từ infill các bạn. Rồi infill. Rồi infiltration nha. Rồi các bạn có cái từ này. Để xem cái viết đúng chưa các bạn. Bởi vì có một số từ nó sẽ hơi khó chút xíu các bạn. Rồi infill.
Rồi, đúng rồi các bạn. Đây có nghĩa là sự rò rỉ nước nha. Rồi, sự rò rỉ nước. Câu số tiếp theo các bạn. Anh ta cởi cái nón của anh ta. Và một con chim bồ câu bay ra. Nó là một cái gì đó nè các bạn. Rồi, a trick. Thì ở đây các bạn thấy to be nè. Rồi, to be ở đây to be mà ở đây now. Thì chỗ này bạn sẽ dùng một cái trạng từ nha. Các bạn có cái từ này nè các bạn, mang ý nghĩa là sự lừa đảo. Ở đây không phải là sự lừa đảo các bạn. Ở đây là sự hấp dẫn. Chúng ta sẽ dùng cái từ be nè. Rồi, beguiling, ly nha. Nó là một cái sự hấp dẫn các bạn. Lưu ý rằng các bạn thấy to be ở phía sau là nè. And, bạn dùng đây là trạng từ nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua câu 276 nè. Trong một cái cử chỉ gì đó, anh ta bước vào phòng và la to ở cái giọng cao của anh ta. Rồi. Thì ở đây các bạn có cái từ doubt các bạn là nghi ngờ. Trong một cái giọng nghi ngờ, không nghi ngờ, không đúng nha. Nó không đơn giản như vậy các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ dùng cái từ redoubtable. Có nghĩa rằng trong một cái cử chỉ rất là đáng sợ, anh ta bước vào trong phòng và la to. Rồi, ý là vậy. Câu tiếp theo các bạn là bạn không nên đánh giá một tình huống từ một cái gì đó phương. Rồi, các bạn có cái từ lateral, chúng ta có cái từ bilateral là song phương các bạn. Ở đây, ý nói rằng đơn phương á, có nghĩa rằng từ một khía cạnh. Rồi, nó hơi khó nha. Bạn có cái từ bilateral. Ở đây bạn có cái từ uni nè. Rồi, unilateral có nghĩa là đơn phương theo nghĩa của câu. Không có dùng bilateral các bạn. Câu 278 các bạn là cái người phụ nữ vô gia cư này xin một cái chỗ ở nè. Từ cơn mưa trong một cái giọng cái gì đó. Rồi, trong một cái giọng xúc động mạnh. Các bạn không có điền là passionate nha. Ở đây là passionate kiss các bạn. Một cái nụ hôn nồng cháy, nồng ấm. Ở đây chúng ta có một cái giọng mà xúc động mạnh. Chúng ta sẽ dùng là impassion các bạn. Rồi, thêm D vô. Hơi khó chút xíu các bạn. Đây là cách dùng từ ở đỉnh cao. Câu số 279. Cái người đàn ông này báo cáo rằng anh ấy đã thấy một cái vật thể hình trứng. Ý là vậy các bạn. Rồi. Các bạn có từ add nè, các bạn có từ shape nè. Rồi các bạn thêm d vô làm tính từ như là UFO. 280 các bạn. Rồi thì cái trụ nè, thang cần để được trang bị nè, với cái hệ thống gì đó để mà phòng chống cái sự xuống cấp. Rồi phòng chống cái sự ngạt thở. Rồi sự xuống cấp. Thì ở đây cái từ vent. Rồi, người ta cho các bạn cái từ vent. Thì các bạn có cái từ ventilation. Có nghĩa rằng sự hệ thống thoáng khí các bạn nha. Rồi, hệ thống thoáng khí. Rồi, hệ thống thoáng khí chúng ta cần một cái danh từ. Ở đây, danh từ. Bình thường các bạn nha, hai danh từ. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Câu số 281 là cái sự xảy ra của Internet, là sự xuất hiện của Internet các bạn, là một cái gì đó quan trọng trong lịch sử con người. Ở đây là một cái cột mốc, landmark trong lịch sử con người nha. Rồi, 282 các bạn, là khuôn mặt của anh ấy chỉ ra cái lời nhận xét của cái gì đó nè. Khi chúng tôi đang nói chuyện một cách nghiêm túc. Rồi, 282 bạn sẽ dùng cái từ gì? Ở đây bạn sẽ dùng một cái danh từ nha, với ý nghĩa rằng khiếm nhã các bạn. Rồi các bạn có cái từ slip bần si. Rồi với những cái sự khiếm nhã. Rồi với những cái sự khiếm nhã thì các bạn có cái từ flip này nha, nghĩa rằng khiếm nhã nha, hoặc là lật các bạn, lật đó. Rồi một bức hình mà bạn flip. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn, 283. Cái mà bạn biết thì khá là gì đó các bạn. Và nó thì không cân bằng để mà phán xét
chỉ qua một cái cách nhìn ở bề mặt thôi. Ở đây các bạn có cái từ faces, các bạn có nghĩa rằng mặt nha, hoặc là diện, rồi nó học danh từ các bạn. Ở đây ý người ta nói rằng bề mặt, bạn sẽ dùng một cái tính từ là superficial, rồi một tính từ các bạn, bởi vì bạn có cái trạng từ nè, rồi cộng tính từ. Những câu này nó hơi khó các bạn nha, rồi nó khó, vì vậy rằng sẽ hướng dẫn nhanh cho những bạn nào có nhu cầu tham khảo các bạn, bởi vì nó hơi khó chút xíu, nó không phù hợp với thi chuyên học sinh giỏi, nó phù hợp với cấp cao hơn các bạn. Ở đây di chuyển cái gì đó các bạn là di chuyển nè trong một hướng mà đối diện với cái hướng tay của cái kim đồng hồ các bạn. Rồi ở đây đối diện với cái hướng kim đồng hồ có nghĩa rằng di chuyển ngược chiều kim đồng hồ các bạn. Các bạn có cái từ counter nha. Rồi các bạn có cái từ counter clockwise. Rồi có nghĩa rằng di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Câu số 285 các bạn. Thì Rita đang học cái gì đó động vật nè ở cái trường đại học. Ở đây người ta cho các bạn từ gene, là cái từ gene là gen các bạn. Ở đây môn học gen á. Rồi các bạn có cái từ là genomics, add vào các bạn nha. Rồi genomics, học về cái hệ gen động vật ở đại học Oxford nha. Rồi có là môn gen các bạn. Thì những cái đội ngũ nè, rồi hồi nãy cái từ chúng ta làm bên trên các bạn, ở đây chính là tình cờ nè. Nãy chúng ta làm á, đã bắt chúng ta cho chúng ta từ fortune các bạn. Tình cờ khám phá một cái gì đó ở trong cái phòng nè lạnh của con tàu. Ở đây ý nói rằng cái sự đi tàu mà đi lén các bạn. Rồi cái sự đi tàu mà đi lén thì bạn sẽ dùng cái từ gì? Các bạn sẽ dùng cái từ stow away nha. Rồi có nghĩa rằng đi tàu đi lén các bạn, rồi chui lên trốn. Rồi bây giờ các bạn qua 287 các bạn. Rồi thì ở trong câu này người ta cũng cho các bạn cái từ stow, cái người đàn ông cái gì đó stow này các bạn, một cái huy chương cho cái sự can đảm mà cứu những đứa trẻ thoát khỏi cái nhà cháy nha. Ở đây các bạn có cái từ be stow, và các bạn thêm ID vào, được trao tặng các bạn. Be stow được trao tặng nha. Stow away là bị đi tàu mà đi lén nha. Rồi câu tiếp theo, cái báo cáo này đã point các bạn cái nguyên nhân của cái ấm lên toàn cầu trong những cái thế kỷ vừa qua. Thì các bạn có cái từ point nha, point out các bạn, là động từ chỉ ra nha. Nhưng mà ở đây chúng ta không có dùng hai từ, các bạn dùng cái từ pinpointed nha. Pinpointed là chỉ ra, là xác định các bạn. Rồi các bạn thấy rất là khó nha, từ rất là khó. Câu tiếp theo các bạn, nó có lẽ là hơn một tháng để mà giao chiếc xe của chúng ta từ Đức tới Việt Nam, bởi vì nó thì gì các bạn? Rồi nó thì tính từ. Ở đây bạn có từ ship nè, ship bond có nghĩa rằng giao đi bằng đường thủy nha. Rồi cái từ này tính từ, đi bằng đường thủy, các bạn thấy không, cực kỳ khó luôn. Titanic các bạn là một ví dụ của cái việc mà sự lãng mạn của cái gì đó ship nè. Rồi các bạn có cái từ ship board nha. Rồi có nghĩa rằng trên boong tàu, tính từ, một cái sự lãng mạn mà diễn ra trên boong tàu các bạn. Rồi câu tiếp theo, câu 291 là cái máy này không thể làm việc một cách hiệu quả nè, như là một cái kết quả trực tiếp của cái từ online. Khi bạn làm Word Excel á, bạn thấy cái từ online các bạn, có nghĩa rằng thẳng hàng, thẳng thốn. Mà ở đây chắc chắn rằng không có thẳng hàng hoặc là bị lệch các bạn. Rồi chúng ta có cái từ miss nè, miss các bạn, alignment. Rồi miss alignment là sự trịch, có nghĩa rằng nó không khớp với nhau các bạn. Rồi câu số 292 các bạn, đã từng có một cái hô gì đó ở Quảng Trị, nơi mà vẫn còn là một cái di tích lịch sử nha. Rồi vẫn là một cái câu cực kỳ khó luôn. Rồi bạn sẽ dùng cái gì ở đây? Ở đây bạn sẽ dùng cái từ strong hold, có nghĩa rằng nó là một pháo đài. Khó các bạn nha. Rồi
Câu tiếp theo các bạn. Anh đi thì cái gì đó nè, từ cái nhóm tình nguyện vì cái thái độ yếu kém của anh ta, vô lễ gì đó các bạn. Ở đây lại khó nữa các bạn. Rồi. Cực kỳ khó nha. Thì Andy bị trục xuất các bạn. Ý nói rằng bị tước quyền á, bị khai trừ. Các bạn có cái từ S nè. Rồi, excommunicated là bị tước quyền. Rồi, bị khai trừ từ cái nhóm này bởi vì thái độ không tốt nha. Cực kỳ khó luôn. Câu số 294. Tôi thì quá là gì đã đi các bạn, đến nỗi mỗi con nhện đều sợ tôi hết. Rồi, tôi thì quá là gì đó, đến nỗi thậm chí một con nhện có thể đe dọa tôi. Thì ở đây các bạn có cái từ weak knee nha, là không đứng vững các bạn. Rồi, các bạn có cái từ weak knee là không đứng vững. Rồi, bạn sẽ dùng cái từ này. Rồi, có nghĩa rằng tôi thì đứng không vững luôn, đến nỗi là một con nhện có thể làm tôi hoảng sợ. Thì chính quyền cái gì đó các bạn, trách nhiệm của nó trong cái việc rò rỉ thông tin. Ở đây các bạn có cái từ negate. Rồi, negate là xác định nha. Rồi, thì ở trong trường hợp này bạn cần một cái động từ, chắc chắn sẽ là một cái động từ quá khứ. Thì theo câu này thì chúng ta sẽ cần điền một cái động từ mang ý nghĩa là nhịn bỏ các bạn nha, từ bỏ. Rồi các bạn có cái từ ép nè, nì gây tịch. Rồi có nghĩa rằng từ bỏ cái trách nhiệm của nó các bạn, từ bỏ cái trách nhiệm của nó trong cái việc rò rỉ thông tin. Bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Câu tiếp theo ở đây ta cho các bạn từ van là chảnh nha. Not successful, không thành công, hoặc là selfish. Thì cố gắng để mà van, thậm chí nếu bạn thành công vang dội các bạn. Rồi, thì ở đây bạn sẽ chọn cái từ van. Rồi, van các bạn. Glorious, glorious là huy hoàng. Chúng ta có từ van, glorious có nghĩa rằng cố gắng để đừng có tự phụ nha. Rồi, cái từ này là tự phụ các bạn. Cố gắng đừng tự phụ, thậm chí nếu bạn thành công. Bây giờ bạn sẽ qua câu tiếp theo, câu 297 các bạn. Bob là một cái gì đó sinh viên thông minh. Thì ý người ta nói Bob là một cái hình mẫu các bạn. Rồi các bạn có từ hình mẫu là chữ này. Rồi hơi khó chút xíu các bạn nha. Rồi, Bob là một hình mẫu các bạn. Câu số 298, chính sách của chính phủ để mà làm dịu cái sự giận dữ các bạn giữa những người ta thì cái gì đó. Nó nhẹ ra đã xảy ra sớm hơn. Rồi, nó nhẹ ra đã diễn ra sớm hơn. Có ý nghĩa rằng phải hành động nhanh chóng các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ có cái từ này, mang ý nghĩa rằng theo thứ tự trật tự thời gian nha. Rồi, các bạn sẽ dùng cái từ theo thứ tự trật tự thời gian. Rồi. Rồi, chúng ta có từ này các bạn, có nghĩa rằng giải quyết theo thứ tự thời gian, nó nhẹ ra sớm hơn. Rồi, chúng ta cần có tính từ. Câu 299 các bạn, thì cái bộ sưu tập của Tom thì là một cái gì đó must nè, không có cái sự kết nối giữa mọi thứ. Rồi, các bạn có cái từ must đó, ha, là chúng ta có potato must các bạn, là potato must. Có nghĩa rằng khoai tây mà trộn á, cái này là trộn mà. Thì ở đây bạn sẽ dùng một cái danh từ, có nghĩa là một cái mớ lộn xộn các bạn. Ở đây các bạn có cái từ mix nè, mismatch. Rồi, mismatch các bạn là một cái mớ lộn xộn, một cái mớ rối ren. Rồi, hơi khó các bạn nha. Vì vậy rằng sẽ hướng dẫn nhanh cho một số bạn có nhu cầu là tham khảo thêm. Tôi thì hoàn toàn gì đó các bạn. Rồi, các bạn có từ muse, amusement nữa các bạn. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái từ be muse, có nghĩa là sửng sốt nè. Tôi thì hoàn toàn sửng sốt. Rồi, bởi cái sự thật rằng anh ta thì đính hôn. Rồi,
be meals các bạn nha. Chúng ta cần điềm tính từ ở phía trước là to be, trạng từ. Thì những câu này là câu này rất là khó các bạn, bởi vì nó thi Olympic 30 tháng 4, các bạn hãy tham khảo thêm các bạn nha. Rồi, tham khảo thêm thôi. Còn các bạn thi chuyên Anh, học sinh giỏi tỉnh thì có thể không cần phải những cái từ này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo các bạn. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.